Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu tôi anh em dự án Red Fallacy để tham gia hôm nay. Tất cả anh em click vào link mô tả của video này, mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nha tất cả các bạn. Thì mình sẽ nhận được 40 token có ký hiệu là RTF, 1 token RF, dự án nó sẽ là 0.5 USDT cho 1 token các bạn. 1 RF 2 token. Rồi các bạn bấm vào zone này góp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Đây thì có support nè, rồi bấm rep lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller. Rồi các bạn follow các bạn. Con này trong chương trình bán hàng free sale các bạn ơi. Rồi các bạn bấm rep lên nha các bạn. Rồi tiếp tục tài Twitter các bạn follow và tài Twitter nha các bạn. Cái này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Thì thường thường BNB Smart Chain sẽ những sàn lớn như là Binance thì nọ đó các bạn. Thì sau này sẽ sàn nào thông báo cho các bạn sau. Rồi các bạn theo dõi nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like nè các bạn. Giờ tự quyết lên các bạn. Mình test like nè, like cho nó 2 bài đi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra, các bạn vào trang cá nhân của mình, vào bài gạch trên cùng các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Giờ mình để trên nhóm Zalo mình lấy Twitter cho nó mau hơn. Các bạn chạy xíu nha các bạn. Các bạn bắt đáp lệnh các bạn. Những bạn nào đã biết là cần xem video mình công, còn những mình không biết thì hãy xem. Rồi các bạn gửi cho bot mà. Sau khi các bạn gửi Uter Twitter mình xong, nó kêu các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ BNB trên dưới chút wallet. Ê, các bạn dùng địa chỉ NH trên dưới chút wallet nha mọi. Con này chạy nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Rồi các bạn gì copy địa chỉ ETH trên dưới chút wallet mình là được nha các bạn. Rồi các bạn chạy dần bot nè. Rồi bạn bắt dần các bạn. Rồi bạn gửi cho bot tiếp tục nè bạn. Tiếp tục thì các bạn nó kêu bạn submit wallet, thì các bạn nhấp vào dự án wallet đó các bạn. Các bạn khai báo địa chỉ lại cho nó các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt cái địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Đây là dự án của Trung Quốc hay các bạn. Rồi các bạn bắt vào, các bạn bấm nút confirm nha các bạn. Ok, nó có lần gạch này là màu xanh là ok, các bạn bắt đáp lại nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm đón giúp mình. Rồi các bạn bấm run tiếp tục nha bạn. Rồi bạn bấm set. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi ok, tài khoản mình đây nè. Ok, mình đã gửi video này cũng kết thúc. Mình gửi cảm ơn các bạn nhé. Các bạn đừng quên đăng ký, like, cập nhật những video từ mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình.